hào khí của một người nghệ sĩ, không biết một người doanh nhân nhưng mà anh lại có một cái phong thái rất đỉnh đạt phong trần. Anh có thể gửi lời chia sẻ đến tất cả quý vị quan khách gia đình hai bên và lời chào cho hai con được không? Dạ, hai con mình thì mình biết rồi, nhưng mà mình chào tất cả anh chị em, đó là những cái người đã đến với mình trong buổi hôm nay nè. Dạ, tôi là ba của cô dâu. Hôm nay xin phép đại diện cho nhà trai và nhà gái xin kính chào quý vị quan khách ạ. Và rất là vui, hạnh phúc khi mà tất cả quý vị quan khách đến đây đông đủ để chúc phúc cho hai con chúng tôi. Và chúng tôi một lần nữa rất là vui và hạnh phúc, biết ơn quan khách rất nhiều. Dạ, xin hết. Dạ. Xin cảm ơn ông Hòa. Ông Hòa đã gửi lời chúc, không biết bà Phượng có muốn nhắn nhủ gì đến mọi người hay không? Dạ có ạ. Dạ, nhà gái xong phải nhà trai ạ. Dạ, mời bà. Dạ, cũng thay mặt nhà trai và nhà gái, tôi xin kính chúc cho mọi người có một buổi tiệc thật là vui vẻ. Cảm ơn mọi người đã dành chút thời gian đến đây để mà chia vui với lại hai đứa nhỏ nhà tôi. Cũng cảm ơn anh Xui đây từ nãy giờ có những cái lời chia sẻ rất là thật lòng, rất là chân thành, dân cũng hơi nhiều. Cảm ơn anh rất nhiều. Yeah. Tôi cũng xin phép mời bà nhà tôi có đôi lời nói với lại quý vị quan khách và hai cháu đây. Mời chị Xui. Anh chị nói được rồi. Dạ thì thôi thì đưa tôi nói thì hôm nay là ngày cưới của con gái tôi. Tôi cảm ơn tất cả toàn thể quý vị hôm nay đã đến đây đông đủ để mà chúc phúc cho cô dâu chú rể và chúc phúc cho gia đình hai bên hai họ. Và tôi cũng thấy rất là vui và rất là hạnh phúc khi được nhìn mọi người đến đông đủ. Và thôi vậy thì chúc hạnh phúc thôi. Thật nhiều hạnh phúc và sẽ còn hạnh phúc hơn nữa khi đến giây phút tiếp theo là nghi thức trao của hồi môn trong thời khắc giá vàng đang lên. Và chúng ta sẽ chào đón ngay bây giờ, đó chính là đối tác của chúng tôi, cũng là những người đã rất yêu thương cùng với gia đình, bà Ngọc Nga và bà Nhung Hiền, đại diện cho nhà trai và nhà gái sẽ làm chủ hôn. Xin mời bà Ngọc Nga và bà Nhung Hiền sẽ cùng gửi lời chào và bắt đầu nghi thức trao của hồi môn. Và em xin phép mời chị Nhung Hiền, chúng ta sẽ cùng chuyển phần hồi môn này cho nhà gái như là một tấm lòng tri ân vì đã nuôi dạy con cái thật hiếu thảo và bước vào trong gia đình hào môn với thật nhiều phú quý. Đây là một chút tấm lòng của gia đình nhà trai gửi đến nhà gái, hy vọng cuộc sống sẽ thật thịnh vượng, hạnh phúc. Thank you.
Dạ chú để mình dâng cho nhà vợ, cô dâu mình dâng cho nhà chồng. Và tiếp theo, sau khi dâng trà, chúng tôi sẽ lại tiếp tục rót trà để cô dâu chú để sẽ cùng nâng chén trà với nhau, trao những cái ngọt thắm đầu tiên. 1, 2, 3 là mình vô nha quý vị. Em xin mời tất cả quý vị dưới đây mình cũng chúc phúc cho đôi trẻ trên sân khấu được không ạ? 1, 2, 3 vô. Chú rể và cô dâu vẫn luôn hạnh phúc nha quý vị.